Trong bản tin Thế giới Thể thao ngày hôm qua, chúng tôi đã phản ánh một thực trạng đáng lo ngại của đội tuyển U20 Việt Nam, những người sẽ bước vào vòng chung kết World Cup diễn ra tại Hàn Quốc mùa hè này. Theo đó, thì số lượng các tuyển thủ U20 được tạo cơ hội thi đấu tại hai giải vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với các cầu thủ trẻ thì việc không được thi đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và đẩy U20 Việt Nam đối diện với nhiều thách thức khi hội quân trở lại chuẩn bị cho vòng chung kết. Để làm rõ hơn về lo ngại này, chúng tôi đã có một buổi trao đổi với giám đốc kỹ thuật của VFF, ông Jürgen Gede. Lời đầu tiên chúng tôi rất cảm ơn ông Gede đã nhận lời tham dự cuộc phỏng vấn này của Bóng đá TV và Thể thao TV. Được biết là trong thời gian gần đây thì ông đã đến và theo dõi các trận đấu tại vòng loại của U19 quốc gia. Vậy thì ông nhận xét thế nào về những cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện tại và những cầu thủ đã từng khoác áo U19 quốc gia? Tháng 12 năm ngoái, tôi đến Việt Nam và nhận cương vị giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và công việc của tôi bắt đầu với U19 Việt Nam. Trước khi tập trung đội tuyển, tôi đã xem một vài trận tại giải U19 quốc gia và trình độ của các cầu thủ lúc đó khiến tôi rất hài lòng. Tuy nhiên, tại vòng loại U19 năm nay thì khiến tôi thất vọng thật sự. Và nguy hiểm hơn là những cầu thủ đã từng khoác áo U19 năm ngoái cũng cho thấy sự sa sút so với chính họ khi tập trung đội tuyển. Tôi cảm thấy lo ngại thực sự vì họ sẽ là nòng cốt cho U20 Việt Nam tham dự World Cup vào mùa hè năm nay. Ý nghĩ đầu tiên của tôi vào lúc đó là mình sẽ phải kiểm tra thêm những cầu thủ khác của U19 để có thể đánh giá chính xác nhất về trình độ của U20 Việt Nam lúc này, cũng như lên kế hoạch giúp đỡ các cầu thủ tiến bộ. Tuần tới, tôi sẽ có một vài buổi thảo luận với các huấn luyện viên làm đào tạo trẻ tại các câu lạc bộ để tìm hiểu nguyên nhân là gì. Sau khi trở về từ vòng chung kết U19 châu Á, thì một số cầu thủ của U19 Việt Nam đã được thi đấu tại hạng nhất hay là giải vô địch quốc gia, nhưng số lượng này thì còn khá là ít, giống như là Quang Hải của Hà Nội TVT hay là Đức Trinh của Đà Nẵng. Vậy thì ông có nghĩ là cái việc mà không được thi đấu quá nhiều sẽ ảnh hưởng khá lớn đến phong độ của cầu thủ và đội tuyển U20 Việt Nam? Tôi rất sợ điều này. Bạn biết đấy, cầu thủ trẻ thì phải được thi đấu. Nếu như một số được thi đấu, số khác thì không, đó là lúc chúng ta gặp phải vấn đề. Và câu hỏi đặt ra là làm sao để giúp tất cả cùng tiến bộ trong hoàn cảnh này. Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ tại Việt Nam chưa có đủ số trận để thi đấu. Theo quan điểm của tôi thì họ cần ít nhất là 15 trận đấu một năm. Các cầu thủ U19 Việt Nam có người thi đấu tại V-League, có người thi đấu tại hạng nhất quốc gia, nhưng điểm chung là chỉ ít trong số họ được thi đấu thực sự. Và họ cần thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu nữa để có thể tiến bộ. Vậy thì tại Đức hay là châu Âu thì việc các cầu thủ trẻ được các đội bóng tạo cơ hội ra sân như thế nào? Điều này thì hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như một cầu thủ trẻ thuộc một đội bóng chuyên nghiệp tại Đức, họ tập luyện mỗi ngày, giống hệt thời gian biểu của đội 1. Với những đội đang thi đấu tại Bundesliga, trình độ của các huấn luyện viên trẻ cũng ở mức rất cao, và họ có mối quan hệ mật thiết với huấn luyện viên trưởng của đội 1. Mỗi năm, các đội trẻ theo từng lứa tuổi cũng có một hệ thống những giải đấu dài dành riêng cho mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các câu lạc bộ với Liên đoàn bóng đá Đức cũng rất chặt chẽ, có sự đồng nhất trong việc đào tạo và phát triển. Bởi vì, dù là câu lạc bộ hay liên đoàn, thì mục tiêu cao nhất cũng phải là xây dựng đội tuyển quốc gia. Còn việc các cầu thủ được đăng ký tại V-League hay hạng nhất, nhưng chỉ chơi 5, 10 hay 15 phút, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.